Tiếp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Hôm nay thì lãnh sự quán Mỹ đã tiếp tục gửi email để nhắc nhở các hồ sơ có thư hẹn phỏng vấn vào tháng 3 năm 2023. Đây là đợt gửi email nhắc nhở định kỳ của lãnh sự quán dành cho các hồ sơ chuẩn bị đi phỏng vấn, để nhằm lưu ý các hồ sơ này chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cho buổi phỏng vấn thật chu đáo. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch, hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Như thường lệ các tháng trước đây, lãnh sự quán Mỹ đã có gửi email nhắc nhở các hồ sơ đã có lịch hẹn phỏng vấn vào tháng 3 năm 2023. Lãnh sự quán Mỹ hướng dẫn chi tiết để buổi phỏng vấn của cô chú và các anh chị được diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp nhất. Trong đợt gửi thư email nhắc nhở này, thì lãnh sự quán Mỹ đã có thay đổi nội dung lưu ý khác hơn so với trước đây. Đây là email của lãnh sự quán gửi. Và như trước đây thì lãnh sự quán gửi ở phía phần trên là tiếng Anh và phần ở phía dưới sẽ là tiếng Việt. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể kéo xuống dưới để chúng ta đọc nội dung của lãnh sự quán. Điệp xin chia sẻ với cô chú và các anh chị để thuận tiện theo dõi. Đây là thư nhắc nhở dành cho các đương đơn đã được lên lịch hẹn phỏng vấn vào tháng 3 năm 2023. Chúng tôi khuyến cáo đương đơn nên thường xuyên kiểm tra các thông báo trên hệ thống CAAC và hộp thư email của mình, kể cả hộp thư spam, để biết thông tin về hướng dẫn hoặc cập nhật mới trước ngày hẹn. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ không phỏng vấn những đương đơn xin thị thực định cư không làm đúng các hướng dẫn được liệt kê bên dưới đây trước buổi phỏng vấn. Nếu không được phỏng vấn, các đương đơn này sẽ phải tự đặt lại lịch hẹn mới theo hướng dẫn tại đường link này. Việc thứ nhất là đăng ký địa chỉ giao nhận. Vui lòng nhanh chóng đăng ký địa chỉ giao nhận hộ chiếu hoặc là giấy tờ thông qua dịch vụ trực tuyến của lãnh sự quán tại đường link này. Việc đăng ký này hoàn toàn miễn phí. Nếu gặp vấn đề gì trong quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ tổng đài được hỗ trợ theo số 1900-6444 nếu gọi từ Việt Nam hoặc theo số +1 703-665-7350 nếu gọi từ nước khác. Điều số 2. Vui lòng bấm trang xác nhận mẫu đơn điện tử DS260 có mã vạch của đương đơn chính bên dưới thư mời phỏng vấn và xuất trình cho nhân viên bảo vệ để vào cổng, và nộp cho nhân viên phòng lãnh sự để nhận số thứ tự trong ngày phỏng vấn. Chúng tôi có đính kèm theo email này mẫu ví dụ trang xác nhận mẫu điện tử DS260 có mã vạch bấm bên dưới thư mời phỏng vấn. Điều thứ ba là về giấy tờ. Đương đơn phải đem đầy đủ tất cả các giấy tờ được yêu cầu đến buổi phỏng vấn theo hướng dẫn trên trang đường link này. Nếu quý vị có hộ chiếu mới bìa màu xanh tím than, quý vị phải có bị chú nơi sinh. Thông tin chi tiết được đăng tải trên website theo đường link này, một những lưu ý quan trọng. Với các hồ sơ được xử lý qua hệ thống nộp hồ sơ điện tử CAAC, đương đơn phải đảm bảo A. Đã in ra trang đối chiếu tại đường link này và đánh dấu đầy đủ các mục được yêu cầu trong trang đối chiếu để đảm bảo đương đơn đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn. Chúng tôi có đính kèm theo email này trang đối chiếu để thuận tiện cho quý vị. B. Đã tải toàn bộ các giấy tờ cập nhật lên hệ thống CAAC theo đường link này.
Nếu đơn đơn có phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới, vui lòng đảm bảo đã tải phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới lên hệ thống CAAC. Vui lòng tải lên hệ thống CAAC bằng chứng tình trạng thường trú hoặc quốc tịch của người bảo lãnh. Lưu ý, sau khi đã tải toàn bộ giấy tờ theo yêu cầu lên hệ thống CAAC, vui lòng nhấn vào nút Submit Documents. Đây là toàn bộ nội dung email thông báo của lãnh sự quán gửi. Và trong email kỳ này thì lãnh sự quán Mỹ đã có đính kèm thêm những cái hình ảnh mà để lưu ý kỹ hơn cho các hồ sơ. Bởi vì trước đây lãnh sự quán Mỹ họ đề cập trong email, tuy nhiên thì vẫn có rất nhiều hồ sơ làm sai. Vì vậy thì các hồ sơ này không được phỏng vấn. Trong email kỳ này thì lãnh sự quán Mỹ cũng có đính kèm. Đây là một file đầu tiên, đó là trang xác nhận mẫu DS-160 dành cho các diện K1 và K2 đối với các loại visa không định cư. Thì khi mà điền DS-160 thì chúng ta sẽ có một cái trang xác nhận đó. Và đối với các loại visa định cư thì lãnh sự quán Mỹ có gửi cho một cái mẫu, đây là trang xác nhận DS-260 dành cho các hồ sơ cô chú và các anh chị theo diện định cư như là các diện F, diện CR. Và trang xác nhận DS-260 này thì chúng ta bấm phía sau cái thư hẹn phỏng vấn. Thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán đó là cái email mà cô chú và các anh chị nhận được. Hoặc là một thư hẹn phỏng vấn đối với các hồ sơ mà cô chú và các anh chị chúng ta đặt lại lịch hẹn phỏng vấn khác. Thì quy định lãnh sự quán Mỹ họ bắt là chúng ta phải bấm chung hai cái bộ này chung với nhau, DS-260 hoặc là DS-160 chung cái thư hẹn phỏng vấn. Còn đây là trang đối chiếu. Trang đối chiếu này thì trong đây liệt kê ra các giấy tờ mà người được bảo lãnh ở Việt Nam cần phải có chuẩn bị đem theo. Giấy tờ nào có thì phải tích vào các ô này. Ở phía trên góc phía bên tay trái thì phải điền thông tin họ tên, số case number và cái diện bảo lãnh. Đối với các hồ sơ của cô chú và các anh chị là khách hàng mà bên Điệp phụ trách thì Điệp luôn luôn là đánh dấu sẵn cho từng hồ sơ trang đối chiếu này và chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ gửi cho cô chú và các anh chị đem theo. Qua những lưu ý này của lãnh sự quán thì cô chú và các anh chị chúng ta sẽ có thể tóm tắt lại những lưu ý này. Đây là các lưu ý mà nhiều cô chú và các anh chị làm hồ sơ với bên Điệp thì cũng đã rất quen thuộc với những hướng dẫn mà Điệp luôn làm cho hồ sơ. Đó là những điều như sau. Đầu tiên là chúng ta cần phải đăng ký địa chỉ giao nhận visa với lãnh sự quán. Thì qua địa chỉ này thì lãnh sự quán Mỹ họ sẽ gửi cái hộ chiếu có dán visa sẵn về địa chỉ cho cô chú và các anh chị thông qua bưu phẩm nhất tính. Điều thứ hai đó là có trang xác nhận DS-260 để đem theo khi đi phỏng vấn. Điều thứ ba là sẽ có trang đối chiếu để đem theo khi đi phỏng vấn với lãnh sự quán. Điều thứ tư là gửi danh sách tất cả các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn của người được bảo lãnh và người bảo lãnh. Và điều thứ năm là cập nhật lại các giấy tờ mới hoặc là còn thiếu lên hệ thống CAAC. Trong quá trình hỗ trợ cho nhiều hồ sơ cô chú và các anh chị thì Điệp cũng có gặp nhiều trường hợp là có một số hồ sơ thường hay thắc mắc là tại sao có nhiều hồ sơ giấy tờ cần phải có cho lãnh sự quán quá. Có thể bớt được giấy này không? Có thể bỏ giấy này hay không? Hoặc là các giấy tờ này đã có nộp lên hệ thống rồi thì bây giờ đâu cần phải đem theo để làm gì nữa? Thì những cái trường hợp, những câu hỏi này thì Điệp cũng rất khó trả lời. Bởi vì những quy định của lãnh sự quán thì họ luôn luôn yêu cầu rất nghiêm ngặt và cũng thường cập nhật những yêu cầu mới mà bắt buộc các hồ sơ giấy tờ khi đi phỏng vấn thì phải đem theo và làm đúng như yêu cầu của lãnh sự quán. Vì vậy, nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị có thư hẹn phỏng vấn, chúng ta đã đi tới cuối hồ sơ rồi, thì cô chú và các anh chị chúng ta nên chịu khó cập nhật và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ mà lãnh sự quán họ yêu cầu để ngày hẹn phỏng vấn của chúng ta được diễn ra suôn sẻ. Chỉ cần chúng ta đem đầy đủ giấy tờ thôi vào gặp lãnh sự quán thì phỏng vấn sẽ được suôn sẻ hơn rất nhiều lần. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.